Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và tôi phát hiện ra là hóa ra là tôi có một cái ở trong Gana Free Fire mấy ngày rồi tôi quên chưa review anh em ạ. Và đôi khi phải nhờ anh em trên kênh nhắc mình mới biết là có sự kiện đấy để mà review. Đó chính là cái hộp Katana. Đây, hộp Katana với 9 kim cương một hộp. Đấy, lý do vì sao mình không nhớ là tại vì mấy hôm nay mình mở cái tài khoản chính của mình ra thì nó có full hết tất cả kiếm này rồi, thế là cái sự kiện nó không hiện. Đấy, tôi phải qua tài khoản phụ của test. Đấy, tài khoản Zikaki. Đấy, để xem là với 170 kim cương thì chúng ta sẽ có thể lấy được cái thanh Katana nào không. Trong này có mấy thanh đẹp phết, ví dụ thanh tay hương này đẹp này. Đấy, thanh Ron này, thanh nhạc sĩ này trông rất xịn này. Đấy, ui, méo hiểu sao có quả Katana Buya cho vào đây ạ. Vâng, vãi trưởng có vào bường. Quả thanh, thanh này ma lấy à. Đấy, thanh này cho không thôi không lấy. Đấy, nào, tích cực quay tay vận may sẽ tới nha. 10 hộp là 90 kim cương. 90 kim cương thì cũng chả có gì để mà giảm giá được cả. Và anh em xem có một phát ra được luôn hay không. Mấy thanh xịn nhất là 99 kim cương. 99 huy hiệu thì chúng ta mới có thể đổi được. Thì không biết là 170 huy hiệu chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu 170 kim cương nhận được bao nhiêu huy hiệu. Ôi da, 5 phát 1. 5 phát 1 kim cương ạ. À, buồn buồn chương chương. Em hay buồn hẳn. Buồn hẳn luôn. Bó tay chấm com mà bó com chấm tay luôn. Đấy, chịu luôn đấy. Chịu đấy. Và chơi bờ này chịu á. 5 hộp ra 5 cái huy hiệu ạ. Này 99 hộp thì 99 huy hiệu nó mà toang. Đấy, nào làm thêm tí nữa. Hoặc là làm thêm đủ kim cương. Làm thêm thiếu 1 kim cương thì được thêm 1 hộp nữa là 9. Úi giời 5 này. Và úi giời, lại sao 3 cái 1 ạ. Như vậy là 170 kim cương là mình được khoảng 20 mấy huy hiệu. Khoảng 25 huy hiệu à. Đấy, khoảng 26 huy hiệu. Đấy, 26 mà nhân với 4 lên thì 170. Cứ cho là 170 mà nhân với 4 đi. 7 x 4 28 là 280. Tức là 700 kim cương thì chúng ta sẽ nhận được những cái thanh đắt nhất. Đấy, chat đó, chat đấy anh em ạ. Chat đấy, chat đấy. Và chat đấy. Đấy, chat đấy anh em. Bởi vì làm một số các cái thanh Katana ở trong cái bộ này ấy, đợt trước tôi nhớ là có thậm chí là còn nạp thẻ để nhận cơ. Đấy, quả Katana kiếm gãy tôi nhớ như nạp thẻ nhận hay sao nhỉ? Tôi cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng mà 700 kim cương lấy một thanh thì cũng khá đắt. Đấy, mà tất nhiên là trong trường hợp nếu mà anh em mà nên anh em mở phát ra luôn thì chả nói đấy. Nhưng mà nhớ anh em nhớ lần sau anh em nhớ comment ở dưới video của tôi xem cái nào tôi chưa test nhá. Đấy, để nhắc là mình nhớ phải test. Ok. Và chuyển qua một số thông tin thú vị liên quan OB39 thì Alok đã được bên Magana thông báo tin vui. Đấy, là tuy là nó sẽ bị giảm cái lượng hồi máu từ 5 HP xuống 3 HP trong 10 giây, tức là thay vì hồi 50 máu thì còn hồi 30 máu. Nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó bây giờ chỉ còn 30 giây thôi nha anh em nhá. Ở trong phiên bản OB39 chính thức thì thời gian hồi chiêu sẽ là 30 giây mà thôi, từ 50 giây xuống còn 30 giây. Đấy, rất là bé luôn. Đấy, rất là bé luôn. Được thật sự anh em ạ. Được thật sự luôn. Đấy, nói chung là cái tôi đánh giá là giòn. Đấy, rất là ròn luôn. Đấy, quá giòn, quá giòn. 50 giây mà còn có 30 giây thì tôi nói với anh em là tuyệt vời. Đấy, nếu mà anh em mang thêm con nhân vật giảm 15% nữa, trừ đi 1/6 nữa, trừ đi 5 giây được còn 25 giây. Bật liên tùng tục. Đấy, bật 10 giây liên tùng tục luôn. Đấy, ok, tiếp theo là hình ảnh chính thức của cái bộ siêu tập mới trong Gana Free Fire. Đấy, méo biết bộ này tên là gì, bên Gana Free Fire cũng chưa để tên. Nhưng mà mấy cái bộ vịt vàng và bộ thằng đầu quả dứa này thì nó sẽ nằm ở trong cái bộ siêu tập mới, bộ siêu tập mang tên là Happy. Đấy, còn bộ trang phục đầu dứa này tên là chính xác là gì thì tôi không biết. Đấy, bộ này trông rất chiến. Đấy, bộ này có cái quần, cái mũ, cái áo và cái dép đấy, trông chiến nó phết anh em ạ. Đấy, thì bộ này cá nhân tôi đánh giá là đẹp. Quả đầu dứa trông dị vậy trưởng. Đấy, quả đầu quả dứa trông dị vậy trưởng. Thế luôn, tôi không biết là cái này nó phong cách ở nước nào, nhưng mà được quả dép tông người trông chiến. Đấy, quả tông với quả áo trông khá đẹp. Đấy, quả đầu thì thôi, ở đầu anh em để mấy cái đầu khác trông còn hay hơn. Tiếp theo là một cái váy hình quả chuối. Đấy, một cái quần với cái váy hình quả chuối. Đấy, váy trông dị váy nổi ạ. Thề luôn, cái này tôi méo hiểu có ai dùng cái này không. Đấy, mà trông như kiểu là mình không mặc gì ấy. Và trông kiểu đúng kiểu không mặc gì ấy. Dị thật sự ạ. Đấy, ảo lắm luôn. Nhưng mà tất nhiên là anh em
em có thể có sự lựa chọn khác nếu như anh em không mua đồ trong Free Fire. Có thể ghé qua Shop Reaki Store nếu anh em đang tìm kiếm cho mình một mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi PUBG, thậm chí là chơi Roblox đấy, tốt hơn đấy, bằng cách là sắm ngay cho mình một tai nghe, mua một tai nghe tặng một con mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay một bao tai memo nha anh em nhá. Đường link mình để trong dưới phần mô tả như là trong phần ghim comment. Húp ngay. Một thông tin quan trọng nữa nhiều anh em có quan tâm, đấy là số phận của Free Fire Max thì như nào. Tại vì hôm trước ấy chúng ta cũng có biết khá nhiều thông tin, bản thân tôi cũng đã live lên một cái video về cái tin ở bên server Brazil là server Brazil sẽ ngừng hỗ trợ cho Free Fire Max. Tuy nhiên là ở server Việt Nam và các server khác, Free Fire Max vẫn hoạt động bình thường. Hay chưa? Không biết lý do vì sao mà bên Brazil nó có một cái thông báo đó là ngừng cập nhật Free Fire Max, nhưng mà Free Fire Việt Nam bảo là bố vẫn cập nhật bình thường. Free Fire Việt Nam thấy bảo là vẫn cập nhật bình thường nha anh em nhá. Thế nên là anh em nào đang chơi Free Fire Max, thích mấy cái tiếng súng rồi hoạt ảnh ở Free Fire Max, anh em vẫn tiếp tục chơi tiếp, ngày mai không cần phải cập nhật gì, Free Fire Max vẫn chơi được bình thường. Đó, thì đấy là thông tin chính thức đến từ bên Ghana Free Fire. Đấy, không có thêm một cái thông tin gì thêm cả. Hiện tại những thông tin móc lộp tôi thằng Vũ Bảo này, Vũ Bảo này lại thêm một thằng nữa rồi bắn tung người luôn. Đấy, nói chung là thật ra cái tiếng của Free Fire Max là hơi kỳ. Nhiều anh em hỏi tôi chơi Free Fire Max hay Free Fire thường, thì thật ra là tôi chơi Free Fire Max nhưng mà tôi lại để cái âm thanh với cái hiển thị của Free Fire thường anh em ạ, để cho nó nghe nó dễ chịu đấy. Còn Free Fire Max thì có một số cái nghe nó hơi bị a đuổi đấy. Free Fire Max có một số cái nghe nó hơi ảo ma Canada Venezuela anh em ạ. Đấy, thế nên là tôi lại dùng Free Fire thường, chứ tôi không dùng Free Fire, tôi dùng âm của Free Fire thường nhưng mà hình ảnh ở Free Fire Max, tại vì cái phiên bản Free Fire Max thì nhìn nó nét hơn, đấy chất lượng đồ họa nó cao hơn. Còn Free Fire thường thì trông nó hơi phèn. Đấy, lâu tôi có 2 năm nay tôi toàn dùng Free Fire Max. Đấy, 2 năm nay tôi toàn dùng Free Fire Max chứ tôi không dùng Free Fire thường. Đấy anh em ạ. Đấy, ui xồi. Đấy, đâu rồi? Mày bắn nhau. Đấy, ui số hay quá, BT sang à, không phải BTS mà là BT sang à, team mình bắn uy tín nhỉ. Và hôm nay tôi chơi gặp trận tử chiến lúc trưa nay, đồng đội không được uy tín cho lắm. Đấy, thì anh em cảm giác là con Alok ở trong phiên bản mới anh em vừa bật kỹ năng xong, đấy anh em lại bật kỹ năng tiếp luôn, gần như là bật liên tục. Đấy, với thời gian hồi chiêu 30 giây thì tôi phải nói thật với anh em là kỹ năng Alok bật liên tục. Nên chính là Alok là trông như thế thôi nhưng mà lại hóa ra lại khỏe lên. Đấy, tại vì thực ra là bây giờ chúng ta có nhiều đồ hồi máu ấy, thế nên là cái lượng máu Alok hồi nó không phải là quá quan trọng, mà cái quan trọng chúng ta chơi Alok là vì cộng 15% tốc độ di chuyển. Mà bây giờ cứ 30 giây bật một lần, mang thêm con Pet Rocky trừ đi 1/6. Đấy, tức là trừ đi 5 giây còn có 25 giây anh em ạ. Bật 10 giây xong rồi hồi chiêu 25 giây thế thì chịu. Chịu hẳn luôn, bật 10 giây là nó đã, tức là thời gian hồi chiêu chính ra là có 15 giây thôi. Đấy, bởi vì cái kỹ năng Alok là chúng ta bật lên là nó đã bắt đầu đếm ngược thời gian hồi chiêu rồi. Đấy, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là như thế, nhưng mà nói chung là 25 giây thì nó quá nhanh, dùng liên tục luôn. Nên chính ra là phiên bản này ấy, con Alok nó khỏe lên chứ không phải yếu đi đâu. Đấy, chính ra là khỏe lên chứ không phải yếu đi đâu. Thì cái này cũng là tin vui dành cho những anh em nào mà sử dụng Alok ở trong phiên bản OB39 sắp tới. Nhìn mình nghĩ là Alok lại hot ấy. Đấy, chính ra như thế lại hot, bên Hàn Hạo giảm thời gian hồi chiêu khủng khiếp quá. Lúc đầu thì là thời gian hồi chiêu là giảm 50 còn 45 giây. Đấy, nhưng mà bây giờ giảm hẳn xuống còn 30 giây. Bật nó phải gọi là liên tục luôn, bật nó phải gọi là cháy máy thật sự với anh em như vậy. Bật cháy máy luôn. Nấp trên nhà, ném lựu ăn mòn. Đấy, ăn mòn mày luôn. Đấy, đâu rồi? Vâng, ui chết rồi anh em ạ. Vâng, như địch nó quẳng rồi. Úi giời. Vâng, có thằng nào ở đây, thằng địch à? Vâng, sao xác nó lại văng dưới này thế nào? Vâng, ui bắn nhau căng quá. Bắn nhau căng đét và khét là lẹt luôn. Đâu ơi, thằng địch đâu? Còn một thằng, để tôi bắt nạt nó. Đây rồi, nó nấp trong nhà, nó nấp trong nhà, làm ngay quả liệu. Ui rồi, bịt ngay cửa không cho nó chạy. Và ui giời, đây à? Và sao nó lại đây anh em ạ? Và tưởng trên nhà. Và tưởng bạn trên nhà. Trên nhà với chúng tôi bao bối. Đấy, thế là chiến thắng rồi, đơn giản như đan dổ. Xôi,
cái kỹ năng ngầu không? Ngày mai thì chúng ta sẽ cập nhật OB39 nha anh em nhá. Đấy, anh em chú ý về cái việc là chúng ta sẽ cập nhật OB39 vào ngày mai. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại được mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Ui, mình giết có 3 kill ạ, xấu hổ thật sự. Và con tim mình có cái ông X Nhi để gánh vãi trưởng ạ. Ông này ông fan của tôi anh em ạ, vào cứ thấy thả tim cho mình. Thầy gánh vãi trưởng ạ, 9 kill luôn. Đỡ đi, và đừng quên là bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nha. Bye bye.